tôm. Bây giờ là cho tôm vào. Hấp trong vòng khoảng tầm 15 đến 20 phút nha mọi người nhá. Con này chắc tầm 17 phút là ấy, cắt bỏ cái nhựa đi, cắt bỏ cái mã vạch đi. Tầm 20 phút cắt bỏ cái mã vạch cho nó đấy, không bị nhựa nó độc hại. Rồi, vào đây nha, vẫn sống này. Ấy, ấy. Bỏ một hộp luôn. Bỏ vào kho. Bây giờ là chỉ có đợi thôi. Tí nữa anh em mình sẽ ra giữa hồ này ăn nhá. Ok. Đầm luôn nhá. Còn là chiều thì thôi. Ra được lấy kiểu gì? Lâu lắm anh em mình không chế biến ẩm thực. Hôm nay em mình ăn mặc để sang chảnh thế này. Đi ra ngoài. Hôm nay là muốn đi ăn cỗ nhưng không ai mời. Thế là anh em mình cứ đi mặc cái bộ đồ này là lượn khắp đường ấy, không ai mời vào ăn cỗ cả. Thế nên là anh em mình tự đi làm ra cỗ đồng cho mình. Cỗ. Chưa bao giờ anh em mình ra đồng gọi là sang chảnh như thế này đâu. Gọi là hôm nay gọi là kiểu như sang chảnh kiểu gì? Kiểu cái gì? Mày để tao mặc bộ quần áo đỏ. Thế thế này không? Mày trâu đồ hút chưa? Liền này. Bò nó mới ghét màu đỏ, màu tốt mới ghét màu đỏ, trâu ghét màu đỏ. Mai mình sẽ diện luôn cái bộ màu đỏ này, mình cưỡi trâu đi tán gái, cho mau đệ đi tán gái nhá. Mai lấy con trâu kia xong rồi mày tao trang trí con trâu đẹp, xong rồi mày cưỡi đi tán gái nhá. Nhớ anh không trang trí đẹp nó cười vào mặt em, yểu mặt anh ấy. Thằng này nó không tin tưởng mình. Chẳng thế à? Kệ mà. Tao tán gái cho mày, tán gái cho tao, tao vẫn được, tao tán được. Oai. Được khoảng 20 phút rồi mọi người nhá. Chỉ cần như vậy là con tôm nó đã chín ngon và chín tới và đẹp rồi. Chứ để lâu. Tại vì anh em mình đun nước sôi sẵn rồi mới cho vào mà. Để lâu quá là nó sẽ nó sẽ mất ngon đấy. Ui, nào mày để mày để sẵn. Mày cầm sát ra đây, đặt đây. Là phải nhanh tay không nó bỏng. Ừ luôn. Còn thân gãy càng nhanh này. Thử thử đã. Thử nè. Hít. Nhìn đỏ tốt à. 2. Ui. Đỉnh quá. Ô dê. Em nó đã gọi là về với tổ tiên rồi nha. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức em nó. Nào đi, sang bên kia. Chà, bây giờ đến lúc thưởng thức rồi mọi người ạ. Trước tiên là phải chơi cái món tiết canh trước. Nào, rắc kia vào em này. Rắc lạc lạc. Rắc lạc. Chơi cái món tiết canh trước. Ngon nhỉ anh ạ. Rồi thì thôi, không cần nhiều. Để em chiến em nói trước nha. Wow. Vĩ chà. Mọi người thấy đỉnh không? Đồng anh em mình làm hơi với đỉnh nha, đồng nha. Biết luôn. Ăn mình to. Ngon không? Ngon. Ngon sao lại lắc đầu? Ngon lắm nữa. Nhưng tao đang đói đây, thử xem. Lần đầu tiên mình ăn tiết canh tôm hùm đấy nha mọi người nha. Rất là đông nhá. Và anh em mình cắt khá là nhiều là đông này, thấy chưa? Không có một tí nào mình không dám úp, sợ úp bất lực mất ăn. Ngon. Mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Cái tô mới đúng không? Nước này đậm đậm vào nó vừa khéo luôn. Làm mát mát. Xuất sắc luôn. Ngon nhỉ. Này miếng nữa. Món này đỉnh với đấy. Không thua kém gì món tiết canh quang đế đâu mọi người ạ. Ngon nhỉ. Tuyệt vời. Nó làm tại để danh bụng kìa. Chiến em nó. Có thể không ăn cái này xong là ăn cái này nó sợ ngán. Với lại để phần anh cameraman nữa. Đúng rồi. Đấy. Sao? Bây giờ sẽ thử con này. Tiếp tục. Cho mọi người ngắm em nó lần cuối. Ui. Thấy chưa? Cong như tôm. Nào bơi nhá. Nào, bỏng quá. Bơi. Nó thả ra đây cho nó bơi nhỉ. Dừng. Lấy bảo đao cho anh. Ok luôn anh ơi. Con này phải dùng bảo đao mọi người ạ. Chứ cái càng nó to như thế này không chống được. Ui. Anh lấy bảo đao cùng chưa? Mọi người lấy bảo đao của anh như mình. Đấy không? Anh em mình rèn cái quả dọc, này. Dọc nước ra nào.
Nào. Nào. Mày dùng cưa. Mày cưa được. Bể ra anh. Bể gì? Nào, cưa chỗ nào nhỉ? Bên dưới tí. À đây đây đây. Đây đây, chỗ này, chỗ này. À. 1 2. À từ từ. Bỏ cất cái dâu. Nào. 1 2. À, giữ, mày phải giữ mà chứ. Kéo cưa. Kéo cưa lửa. Ông là phải ăn cơm vua, ông là vua ăn cơm. Ăn cơm. Đấy, chuẩn chưa? Chuẩn chưa? À từ từ, phải bẻ nó ra đã. À không 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 cần. Cưa đi, cưa đi. Kéo cưa lửa trời, ông là quẻ. Ôi. Ui. Quả quả này công suất lớn quá. Nào, cứ tiếp tuận đây. Đừng khéo cưa đứt thịt nó. Rồi, đấy. À bây giờ phải là trong một bên, xong rồi ngửa vắt là được đấy, anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. À, rồi. Ăn uống vất vả phết đấy mọi người. Ăn chỗ này vất vả. Chứ không phải đơn giản đâu. Anh em mình làm việc hơi bị hăng say đấy. Ây da, đấy. Ủa rồi, nào đây đó. Đây, đây. Ây da, bỏng quá. Ây da. Bóng nha. Mùn mùn. Ây da. Đây okay, okay. Bây giờ mình kia gõ đây, đây, đây. Ui nước kìa. Ui bỏng. Ui, quá. Ui phí đấy. Cứ áo đi. Rồi. Rồi. Đây đây đây, còn chỗ này nữa. Còn chỗ này nữa nào. Nào, 1 2. Tôi đi ra rồi mọi người ạ. Ok nào. Ây da. Anh em mình không có chuyên môn. Rồi. Nào. Ây da, ổn chưa? Rồi, rồi, rồi. Có cái là được. Cất bảo đao đi đã. Úi. À. Chiến. Đây, thôi, đây, đây. Ây, ui. Ây. Ui. Ui. Ui, từ. Ăn cái này anh ơi. Hả? Ăn mình tiết nó. Ui, con ăn tiết cái tiết không ngon đâu. Ăn cái này thì mình ngon này. Mời tất cả mọi người nhá. Cho mày thử trước, cho mày làm cho em chiến trước nhá. Ừ. Làm mày làm trước tí nữa. Đấy, cầm cả. Cầm. Đấy. Với tất cả mọi người nhá. Ui giời. Chiến em nó. Ôi. Đây. Anh đổ hết ra đây đi. Ui, rất của nó mọi người ạ. Wow. Ui giời. Ngon không? Ui ui, dày gì đấy. Mời mọi người nhá. Thế nào? Ngon. Ngọt á? Ngon lắm. Ăn cua nó phải thế này. À, ăn tôm phải thế này. Ôi. Bỏ. Em chuyên miếng. Phá này mình không thử không chấm xem vị nó nào nha mọi người nhá. Ôi. Ngon lắm. Phải nói là đẳng cấp mọi người ạ. À, anh em mình là chuyên ăn hải sản của anh Phúc Hải Sản mọi người nhá. Nói chung là đồ tươi sống ăn lúc nào cũng ngon, về ship toàn quốc mà mọi người ạ. Ship đến mọi người nhận hàng là vẫn còn tươi sống, gọi là dễ đành đạch đấy. Chứ không phải là còn phải ship có một cái thùng đá để con tôm và con cua với hải sản vào nữa cơ. Chứ không phải là như thế này. Về đến tận nhà mọi người vẫn tươi sống, ăn nó ngon như thế này đấy. Ngọt nhanh à. Quá ngọt luôn. Đấy, đến tay anh em mình còn đánh được tiết canh cơ mà. Anh dậy dậy cái này này. Hả? Lắc ra là nó ra đấy. Chứ? Anh lắc cái này, lắc ra. Con này to quá nên lắc khó nhỉ. Đây, cứ cầm thế này mà ăn ạ. Rút. Ui xà. Cái kiểu mang cá nhỉ. Cho cá. Đây, cầm lấy để tao bắt đầu triển khai đến phần bộ phận khác nha mọi người nhá. Trong một con tôm tất cả tinh túy nó là từ càng và đây nữa này. Đây nữa này. Ui, gạch. Ui. Thấy chưa mọi người, thấy chất lượng của đồ tươi sống nó thế nào. Ui. Mọi người muốn tất cả các loại hải sản trong nước và ngoài nước mà muốn thưởng thức ấy, nhớ truy cập vào phuchaisan.com mà lựa chọn nhá. Mình để link ở dưới mô tả ấy nhá. Và cả số điện thoại dưới mô tả nữa. Mọi người. Gạch nó béo ấy. Tẹt đi, hãy thử một lần gọi là ăn đồ tươi sống nó như thế nào. Đây này.
Ui, chết thật. Bây giờ không được, bây giờ mình phải làm một miếng thật là kinh điển. Ui. Ui. Ngon ơi là ngon ý. Nào, wow. Ngon đi. Ui, wow. Căng thịt nhanh nhỉ. Đồ tươi sống cả căng. Ui. Wow. Ui. Đấy, tút. Ừ, đừng tút. Tút nó không đẹp trai. Đấy. Cầm cả nơi ăn này. Ngày xưa mình ước mong lắm đấy, nhưng mà mãi đến bây giờ mới được thực hiện được cơ hội nhờ. Từ tôm hùm cũng cảm ơn bạn Phúc phúchhải sản.com đã mang anh lại cho lên mình. Như cái rán đấy. Cảm ơn bạn Phúc đã mang đến cho anh em mình những con tôm và những con cua tươi ngon nhất từ ở bên kia địa cầu mang về cho anh em mình nhá. Mình luôn. Đây là ước mong từ bé của mình đấy này, là cắn một phát ngập mồm. Ui ôi. Ui ôi. Ấy ăn kiến miếng. Đây. Em chó mà. Ui ôi. Ui ôi. Quá ngon nha mọi người nhá. Đây. Ngọt nhá nhỉ. Ngọt lắm rồi. Cắn miếng to quá. Quá tuyệt vời. Cái gì chứ? Nói thật nhá, về chất lượng á. Cái gì mình không dám đảm bảo, nhưng mà về chất lượng của hải sản từ phúchhải sản.com nhá, mình đảm bảo chất lượng uy tín hàng đầu luôn, chất lượng. Thứ hai nữa là về giá cả. Gọi là rẻ nhất toàn quốc luôn. Mọi người cứ thử vào phúchhải sản.com thì sẽ biết nha. Quá tuyệt vời, nhưng mà từ từ. Từ từ bây giờ mình phải khám phá, hiểu không? Đấy, không được ăn sỗ mồm như thế. Ăn như thế là nó gọi là không thế là, cái này là mình thiết kế để chuyên dụng đấy. Ui ở đấy. Ui, thấy chưa dạ. Cái này mà nấu cháo thì tuyệt vời nhá. Gạch đấy, gạch này chăn cơm mà anh ấy à. Đấy nào, để đây nhá. Ui, chăn cơm đấy. Tiếp tục khám phá đến phần là ức đó nhá mọi người nhá. Nào, đây. Đấy, cái chân này. Cái chân này bẻ ra chân. Chân này em khám phá một cái chân này. Ăn bóc chân kiểu gì nhỉ? Mình không biết bóc chân tôm, chân ghẹ thì mình biết bóc ấy, bẻ cái này là nó tút phát ra. Đấy, nhưng mà cũng như thế. Đấy, ra cứt đầu. Mới bẻ. Bẻ thế. Ui à. Đây mình nhét ngón tay vào, ngón tay mình bé nè. Đơn giản không? Chân nó cũng nhiều thịt anh nhỉ? Đầy thịt thế này. Ngọt. Còn chân nó cũng nhiều thịt lắm. Còn nhiều thịt hơn cả chân ghẹ ấy, mọi người. Chân ghẹ không nhiều thịt bằng này. Như kiểu là mỗi cái chân này là một con tôm sú anh nhỉ. Đừng nhiều thịt. Ơi, thịt gì ở đây mà chắc anh nhỉ? Hả? Thịt tôm, thịt tôm, thịt gì mà chắc? Thịt tôm. Đây gọi là thịt má này. Về cái độ chất lượng mà anh em mình ăn, tức là cái số lượng mà anh em mình ăn ấy, thì khả năng là mỗi anh em mình sẽ ăn hết khoảng tầm một con như này. Mọi người tin không? Nhưng mà bé hơn thôi, to này phải hai anh em mới hết đấy. Chứ không đấy. Bây giờ khám phá được đến đâu nhỉ? Còn. Đây, bắt ăn đầu nhá. Rồi. Đến chân này. Đến phần đây. Ấy à. Đấy, thấy chưa? Thấy phần ức đó này. Thịt đó này. Thấy chưa? Ui.
toàn thịt là thịt nhá. Anh phải cắt ra. Ừ. Ừ. Đây cái kéo này cắt ra này. Ui, cái kéo cao su. Nhá. Cái đoạn là ức con tôm hay cuông đấy. Đây này, thấy chưa? Con nào cũng có một cái bong bóng nó dài dài nhá, mọi người cứ bảo là bị thế nào. Toàn thịt nhá. Ui. Đây, thấy chưa? Ui, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chất lượng chưa? Cho em một cục. Này, thấy chất lượng chưa? Ui, cấu phát là đấy, ra hàng cục thịt ra đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Ui, thịt trắng phau. Rất là nhiều thịt ở ức đó nhá. Ui, thịt ức đó này. Trời ơi. Ngon nhỉ anh ơi. Quá tuyệt vời luôn. Ngon lắm. Một thơm. Tiết. Con này có nhiều tiết. Vậy cái nước nó chảy vào rau ngon đấy. Đâu, để em thử chấm nào. Ngon. À, hình như nước cảnh này. Để tao hút phát. Thơm nhỉ. Wow. Nước này mới là nước cốt này mọi người nhá. Em múc miếng. Đẳng cấp vẫn là máy móc. Ngon. Mọi người biết tại sao anh em mình ra đây ăn không? Để do gọi là tiện rửa tay rồi đấy. Tí nữa anh em mình xuống đây tắm luôn đấy. Quá là tuyệt vời luôn. À không biết là thế nào chứ, nhưng không biết là có ai có ước mong như mình từ bé không? Mình từ bé mình kiểu như thấy bên Trung Quốc ấy, họ ăn kiểu cầm một con tôm này bể một phát. Khóc một phát mà cảm giác mình mà xem tivi lúc đấy mình kiểu như là mình muốn gọi là đập tivi ra để lấy ấy. Kiểu trẻ con ấy. Anh ước cái điều mà ai cũng ước. Chấm nhẹ rồi không còn mất vị nhá mọi người nhá. Nó quá các bạn à. Anh em mình đã con đấy mà kênh bụng. Ngon quá. Ôi, được thưởng thức hải sản ở ngoài đồng phải nói là phê lắm. Một lần nữa nhắc lại cho mọi người nhá, muốn ăn hải sản tươi sống tươi ngon ship về tận nhà, gọi là bao chất lượng và bao giá cả, thì nhớ truy cập vào phúc hải sản.com nhá. Anh em mình chưa bao giờ biết nói điều, mình có gì là nói thật. Thế anh em mình nấu cái món này không thành công là mình sẽ bảo là không thành công, không ngon mình sẽ bảo là không ngon, còn ngon là chắc chắn là ngon, tuyệt vời. Anh em mình đã căng diều. Ôi chết lại châu đâu. Ôi ui anh ơi, nó xuống ruộng rồi. Đuổi đi Châu mình bị chuẩn bị nó ra ruộng ngô mất rồi. Thôi, bye bye tất cả mọi người nha. Nếu các bạn thấy clip của em mình hay, hãy để lại cho em mình một like, một share, một comment đăng ký kênh. Và bây giờ anh em mình phải đi đuổi Châu đây. Hey.